em hôm nay mình xin giới thiệu một sản phẩm, một thương hiệu rất nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, đó là thương hiệu ATE. Bây giờ thì đây là cái sản phẩm hiện mình giới thiệu hôm nay, đó là sản phẩm IC mở tua ATE Racing dành cho anh em chơi dòng máy quay rim cấp 67. Giá rất là dễ chịu nha anh em, là 250.000 một cái cho cục IC mở tua ATE Racing. Đây là IC 5 chân điện máy, sử dụng được cho anh em chơi dòng máy quay rim cấp 67 Jali Win. Mở hết tua máy nha anh em, sử dụng được từ xe độ đến xe zin, xe độ nặng luôn. Nói chung là anh em gắn vào là sẽ cảm nhận thấy ngay được sự khác biệt. Giá trong cục IC mở tua ATE Racing nhôm này là 250.000 cục. Hàng có sẵn tại shop, anh em có nhu cầu có thể liên hệ qua số điện thoại là 0933996332. Cục IC này sẽ có tác dụng là, điều đầu tiên là nó mở hết tua máy, giúp cho xe anh em là phát hết công suất động cơ, lửa mạnh hơn cục IC zin, đánh lửa đều ở mọi vòng tua, từ tua thấp đến tua cao, lửa đánh mạnh thì sẽ giúp đốt sạch nhiên liệu, giảm hao xăng. Nói chung là gắn vô là cục IC này anh em là xe chạy rất là nhẹ nha anh em. Hàng của ATE Racing, chế độ bảo hành 3 tháng, hàng có sẵn tại shop, giá 250.000 cục. IC mở tua ATE Racing dòng 5 chân dành cho quay rim cấp 67, giá 250.000.